Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ở khu Phước Cơ, thuộc phường 12 thành phố Vũng Tàu, hẻm đường Võ Nguyên Giáp, đường Hoa Lư. Thì đây nó gần cái trại giam, nuôi vào trại giam Phước Cơ đi vào. Để giới thiệu quý vị, đây là những khu này gọi đất đùng này, người ta nuôi trồng thủy sản ở đây. Để giới thiệu quý vị đây là đất đùng 6m2, chắc là đất đùng ấy, nhưng mà nuôi trồng thủy sản thì giờ người ta chuyển đổi lên làm đất trồng cây lâu năm rồi. Ở vị trí này là gần với lại đường cao tốc nhỉ, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đi ngang qua đây. Giá chào bán cho lô đất này là 15,5 tỷ quý vị nhỉ, 15,5 tỷ. Cái này chiều ngang, cái chiều ngang của nó bao nhiêu nhỉ? Cái đoạn này này không nhớ luôn đúng không? Chắc phải cả 100m. Hơn 100m hả? Thì lại tít lên cái chỗ ô tô kìa. Vuông vức chứ không có. Vuông vức. Thì một chiều là 7 mấy mét. Một chiều 7m, 7 mấy mét, thì chiều kia hơn 100m. 7.600 mà. Cái chiều sâu này có 70 mét. Lúc trước là người ta nuôi trồng thủy sản trong này đúng không? Đây nằm cái cống đây mà đúng không? Nuôi trồng thủy sản trên đấy, săn lấp trên đấy. Thế là mình mua về mình mới săn lấp hết đúng không? Nhà chỗ này mình săn từ từ chứ không săn phát ngay nữa. Nhưng mà đường này là mình tự làm hay là đường? Đường này là cái này là cái bờ sông tự nhiên, tức là cũng có sông đi vào. Tại vì đây là nó đến góc rồi. Nhưng mà làm cái con đường này là cũng tốn mất tiền. Ra kia là hẻm của đường Hoa Lư. Kia chỗ máy xúc kia đang nằm thì máy xúc đây, cái chỗ nối là thoát nước này, dẫn nước vào để nuôi trồng này. Bên đây cá tha hồ ăn cá thả lòi. Kia kìa. Nó đây chiên ăn ngon hơn.